Chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ cách luyến nốt trên đàn nhị. Có rất nhiều người bạn học đàn thuộc các nốt trên đàn và đánh theo cảm âm. Ví dụ chẳng hạn như những bài như kiểu Tây Lương Nữ Quốc rồi thì Thần Thoại hay là gì đó, thì đánh theo nốt trên cảm âm và các bạn ấy vẫn phàn nàn với mình là sao em đánh y hệt như cảm âm rồi thì em đúng y hệt nốt cao độ chuẩn mà em đánh vẫn không hay. Thì hôm nay mình xin chia sẻ đó là do các bạn thiếu thiếu các dấu luyến ở trên trên đàn. Khi mà một cái tác phẩm mà đánh mà các bạn chỉ đánh không luyến thì là nghe nó sẽ rất bị rời rạc và nghe nó không thể nào mà có hồn được. Mình ví dụ như kiểu là đánh không luyến bài Tây Lương Nữ Quốc. Đó, ví dụ các bạn đánh rất là đúng nốt, rất đúng cao độ, đúng thế tay và ấy, nhưng mà nghe nó vẫn cứ bị khập khiễng, nó không không được cái tạo cái sự liền mạch. Thì cái để mà tạo được cái sự liền mạch đấy nó chính là các nốt luyến. Ví dụ mình đánh có luyến mà các bạn nghe nó sẽ khác hơn. Mình chưa nói đến là tất nhiên là khi mà để mà nó hay, khi mà một cái bài mà nó hay đến mức gọi là tột đỉnh ấy, thì nó phải áp dụng tất cả các luyến láy vuốt ve rồi thì rung nhấn. Còn đây thì nhưng mà mình hôm nay mình chỉ giới thiệu về phần luyến thôi. Thì có cái luyến mà nghe nó đã tạo cái sự liền mạch hơn. Nó ví dụ đó là có nghĩa là mình chỗ nào mình kéo, mỗi nốt là mình lại kéo. Không luyến tức là có nghĩa là mỗi nốt mình lại kéo, là mỗi một nốt là mình là một vĩ. Còn luyến có nghĩa là ba nốt, hai nốt và một vĩ người ta gọi là luyến, ba nốt và một vĩ cũng là luyến, bốn năm nốt và một vĩ cũng là luyến. Ví dụ như kiểu là mình tôi kéo một vĩ từ trong ra ngoài nhá, kéo một vĩ từ trong ra ngoài là từ sòn lên đến đô thì đấy chính là luyến, luyến từ sòn lên đến đô. Hoặc là kéo từ trong ra ngoài sòn và la thì đấy gọi là luyến. Nếu mà luyến hai nốt thì nó sẽ là không luyến, nó sẽ như này, sòn la, tôi đánh hai nốt sòn la nhé. Còn luyến nó sẽ là đấy, nghe nó có nghe nó êm hơn. Kia là nó là mình đọc bằng một nó sẽ là te te, còn đây là tai tai tai, còn kia là te te, còn đây là tai. Đấy, nghe nó sẽ mềm hơn. Đấy là hai nốt, còn sự khi mà bốn nốt thì nó sẽ có sự khác biệt luôn. Ví dụ như sòn la si đô không luyến nhá, sòn la si đô không luyến nó sẽ là như này. Đấy, nghe nó rất là giật cục, nhưng đây sòn la si đô luyến này. Luyến thì nó sẽ dành cho những bài mà để mình tả những cái vấn đề tình cảm. Những cái bài liên quan đến tình cảm thì mình phải dùng nhiều luyến thì nghe nó tình cảm được. Còn những cái bài mà nó liên quan đến đến phần vui tươi thì mình sẽ phải giảm bớt luyến, mình sẽ không luyến nhiều thì nó sẽ mới tạo được sự vui tươi.
thì có nghĩa là nếu mà bài vui tươi thì mình lại lại giảm hết cái luyến đi đấy. Như những cái bài mà tình cảm lãng mạn thì mình lại phải dùng luyến. Rồi, đấy là mình giới thiệu là như thế. Còn để mà cái cách mà để tập được luyến ấy thì rất là đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần tập từ từ đồ đến đố. Để mình chủ yếu là mình tập cái tay vĩ thôi. Ví dụ như mình tập không không luyến nó sẽ là mỗi vĩ kéo ra là một nốt, kéo vào là một nốt, kéo ra là một nốt, đẩy vào là một nốt. Đấy nó gọi là không luyến. Nhưng mà khi các bạn tập có luyến vào thì chúng ta sẽ là đồ và nốt rê sẽ nằm trên một cái sẽ cùng nằm trên một cái đường vĩ kéo ra. Tiếp theo đó sẽ là rê và mi thì nó sẽ nằm trên đường vĩ mình đẩy vào trong. Kéo ra là đồ rê này. Kéo ra là đồ rê. Đẩy vào là rê mi. Đồ rê rê mi fa. Son la si do si la son fa mi re do. Cứ đấy cứ tập như thế thôi, cứ tuần tự thế. Đây. Kéo ra này, kéo ra. Đẩy vào là mi fa. Son la là kéo ra. Si do là đẩy vào. Đấy, xong bắt đầu mình kéo ngược lại. Do si là kéo ra, do si là kéo ra, do si la son là đẩy vào, fa mi là kéo ra, re do là đẩy vào. Bắt đầu làm lại nha. Do re là kéo ra, mi fa là đẩy vào, son là kéo ra, si đố là đẩy vào, đố si là kéo ra, la son là đẩy vào, fa mi là kéo ra, rê đố. Đây là cách tập luyến hai nốt. Còn luyến bốn nốt thì là mình sẽ một phát mình sẽ được bốn nốt luôn là đồ rê mi fa nhá, đồ rê mi fa, đồ rê mi fa, đồ rê mi fa là kéo, son la si do là đẩy, do si la son là kéo, fa mi re do là đẩy nhá. Chậm này. Một đường kéo được bốn nốt nhá, một đường kéo được bốn nốt chứ không phải là đây mình ví dụ đây là cái vĩ này. Đồ rê mi fa thì đấy nó gọi là không luyến, còn luyến là nó sao? Do re mi fa son la si do do si la son fa mi re do. Đấy. Trước mắt mình chỉ cần tập như thế thôi để mình hiểu cái cách luyến láy nó như thế nào, rồi thì sau đó các bạn tập tốt rồi thì các bạn sẽ chế vào một cái bài hát nào đấy thì nó sẽ tạo sự liền mạch hơn, nó nghe nó sẽ hay hơn rất nhiều. Và tất cả những bài hát thì nếu mà các bạn không có thầy thì bắt buộc các bạn phải tự nghiên cứu tự chế thôi. Ví dụ như của các bạn mà có một người nào đấy chỉ thì họ sẽ chỉ cho các bạn chỗ nào luyến chỗ nào lấy thì nó sẽ nhanh hơn. Nhưng mà đây mình học qua mạng thì bắt buộc mình phải tự nghiên cứu, mình tự chế thôi. Nên đấy, các bạn cố gắng thôi. Bắt đầu kéo nha. Một vĩ được 4 nốt nha, nhớ đấy. Kéo này, đẩy, đó, khi các bạn tập tốt ở quãng 1 thì chúng ta lại xuống quãng 2. Đấy, ví dụ thế.
thì khi đấy thì các bạn tập được luyến sau này áp dụng vào bài nó sẽ. Anh em thành công nha.